Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên, chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, cho tràng pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên thái giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh đó chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy. Trời ơi, đâu phải thái giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ giám là dễ nhớ nhất. Thái giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. Cái lương hồ quảng, hát bội, tân nhạc, cổ nhạc gì đó hả? Tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử một cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe phải không? Nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì? Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử một cái coi. Bây giờ anh nghe ngang, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe ngang. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy. Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao không? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không à. Tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi! Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, à. Chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à.
ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Dạ, tôi nói nghe nè. Rồi bỏ bao dũng ngâm thơ quan bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không, nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? À. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. À. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. À. Rồi anh chỉ lại tôi. À. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. À. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. À, nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ừ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Tha thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu ha. Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình, cái mình, ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay hát đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, mưa nắng là chưa có tay, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay, bằng tay đâu, chuẩn bị nè, ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi, phải không? Có bàn tay rồi. Tới anh, tới anh, bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Cái chân, cái chân, cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý em mới có tóc. Bàn tay xanh sao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. À, tới anh nè, tới anh nè. Cái gì? Cái răng, cái răng. Cái răng hả? Cái răng. À, cái răng. Đi. Ờ, rồi, cái răng. Có răng, hát đi. Có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. À, sao chừa một cái không chịu nhổ đi cho để làm chi. có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. À. Cái lưỡi, ha, cái lưỡi. Răng anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi. Có lưỡi thua hả? Ờ. Về về về, dăn về dăn về. Cái lưỡi. À, có rồi, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, không phải, làm lợi, làm lợi. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi, xin đừng thương hại người ơi vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời vì tôi tình chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi, có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đối gì mà ác ôn vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à. Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến, nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng à, có lòng măng, có lòng măng à. Có lòng măng à. Bây giờ bắt đầu tới anh. Tôi, cái râu, cái râu. Cái râu, ừ. Trời ơi, râu, râu. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gươm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoàng ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi, râu rồi Linh ơi. Hay quá hay vậy trời ơi. Tôi chết anh rồi, nè. Thua rồi. Kiếm cái gì khó khó đố. Cái gì? Có rồi, có rồi. Cái lưng, cái lưng.
Cái gì? Cái lưng hát cái đi lưng, hả? Cái lưng hát đi. Có mình có ba người vừa đứng nét đôi mươi, nhưng chiều mây cái lưng đồi tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi nha. Anh Giang ơi, lưng đồi chứ không phải lưng anh à. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à. Bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có được cái này gần cái lưng à. Cái mông cái anh mông Giang anh không có bà có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không. Cái nào. Mông. Người lướt mây trời vào kiếp sống không chung với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Có mông rồi. Cái đó chơi anh Giang không chơi à. Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mấy hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đầu vô làm chi? Thôi vậy chơi, chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật vậy nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi, vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do Twilight Zone. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, thì chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc sinh nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần cách bà có chồng phải quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần gì đau khổ khổ đau, cùng nhau lưu giới Dân Sơn và Hoài Linh. Lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm.
Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng thì đem qua dặn cho bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận cả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Gì? Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bó em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm đây tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gình gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gình gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rồi tôi xin nửa miếng để ra nửa cục ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục cho đẻ ra quái thai quái vật cái bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời đó cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ tâm. Ai cha. À, về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe bây giờ đó. Tôi nói thiệt với chị. Bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác vỗ nó lên lại, vỗ lên. Quá trời đất ơi. Đi mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn nguyên buổi sáng mai phải đi nhà thương đó. Đây nè. Ừ. Cái dòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay. Tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lựa cái nè đó. Lên lần cá túng cái mà lựa. Cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à. Không có đâu. Đàn ông bây giờ. Vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. À, nha. Thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhanh nhánh ông. Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng. Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi. Nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Sao? Tôi thấy nha. Chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trườn xuống cái giường. Cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổi đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết thấy không? Trời ơi. Lấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạc là do chồng bà đó hả? Còn cái gì nữa?
À này bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sắp là nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết ghé ngang qua nhà tôi quẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng nè bà nội. Ổng đi phà phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre cái rắc. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống với nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Rồi bà đứng gần tôi, bà đứng lấy cái khùng của người tôi nè bà nội. Trời bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết vậy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tắm gần tiếng nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Thì có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu ngang với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Kỳ này mà ổng về đây nha. Tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha. Tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra. Tôi băm 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 làm trăm mảnh tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não. Phải xài bằng cái này. Chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà. Đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay. Có loại chị cắt bằng kéo. Có loại chị phải bỏ vô má chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não. Trời ơi phải dùng não hả chị? Tôi rành không lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nào? Cái bà nói là bà... Không có. Trời ơi em có phước làm vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải bị bả không rồi. À không. Nói phải thèm chứ. Không phải bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa, ổng mà về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm. Bực. Trời ơi bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy. Trời ơi cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe. Tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha? Ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố. Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ham rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở. Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm. Mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng. Trời ơi người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi. Còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối rồi tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi. Chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn. Trời ơi chết rồi, bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Trời ơi chị, bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Gì vậy?
cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ của chồng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn cả bà anh em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện thì bà hãy bùng phát lên. Ê bà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cho bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá. Thấy không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn lên cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó xử cho ổng, nói chuyện với ổng xử cho ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường đó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu đừng kêu tôi. Rồi. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. La la la. Ông làm cái gì vậy? Huyết gió. Huyết gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phụt 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 mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia. Trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thấy ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đâu ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình, là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Vậy sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi. Như cái hộp chị màu vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè. Với bao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Hồi nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi bị cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái gì hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên quăng ra đường rồi chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa, tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào?
con búp bê mà đỏ xanh vàng gì ôm sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh Quăng chứ. Thì những cái bữa nay bả làm sao á? Về đứng căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên căng nhăn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Mình nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịch mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở trường mà đeo jean nịch. Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái dây cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Biết cái gì chứ, cũng phải đặt nói. Ê, bà ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói, tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ đi đây. Anh đừng có xạo ha. Anh thứ sáu ha, sáu bảnh mà người ta kêu anh bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. À, tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ á. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha, bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nhẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không có được. Nói rồi hỏi cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà anh nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, hồi anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải giận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên, hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này là ông nội. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sắp kỳ vậy. Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đưa đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu.
bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng qua không có nhập ma đúng rồi không nên tập đâu tại ba chỉ cái ngực dưới đây mà để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết rồi. Ê, có cái này cái gì nữa mới nghiên cứu trên đài phát thanh tập phát thanh sao nè trời ơi tập khỏe lắm nè thấy không thấy cái hộp quẹt không hít đi đó thấy không khỏe cái ông nội tôi á chết rồi cái gì vậy cái bài tập gì kỳ cục vậy à, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè bài tập gì tập yoga không được có tào lao yoga là đang ngồi như vậy nè nè thiền tao đem đưa ra tôi thử thì có tào lao tôi chết mẹ vậy hả trời ơi vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga tôi tưởng ra vô là hít yoga ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bảy tập ba không à tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy thôi được rồi để từ từ tôi nghiên cứu không có gì bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi còn bận ra mập quá. Bận áo ngực chi vậy. Lòi ra ngâm ghê quá. Bận áo ngực cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Bận áo ngực cái gì? Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh. Nghe chưa? Đó. Anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà. Mình xử sự trong ôn hòa. Đó. Dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình. Anh xử sự như thế nào tôi sẽ chỉ cho anh bây giờ anh là anh tôi là vợ anh nghe rồi làm đi anh mở cửa bước vô thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình oh yeah khốn nạn là Cái này là thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn đâu có để tao không vậy? Bà có hiểu không mày? Lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ ra lấy. Trời ơi, ông bảy. Ông bảy ơi nè. Bảy đâu? Đứng lại. Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhịp tao bảy nhịp. Bà nói gì? Để vợ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, đừng chưa tiên chúng ở đâu. Trời ơi, rồi sao tại sao? Bạn bè có hai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông, mà đợi đồng nào lấy vợ người ta. Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó. Hả? Trong khi đó bà đây nè. Bà đẹp sân sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Em ơi! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tôi... Quỷ ra! Đi ra khỏi nhà bà tôi! Đi ra khỏi nhà! Ngay ngay! Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi nè. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ngay! Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá nó về nó đập bà xéo hàm chứ ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà. Đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc người ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá tôi biết bao nhiêu năm mình. Đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Bời à, nhưng mà thôi. Tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh bảy tiếng. Nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Trời ơi, xôi cái mặt, trời ơi, cái mặt. Hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận.
Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn đâu có được. Ổng có 8 đứa vừa thêm 2 thằng trai đất nước. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau. Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi. Cái mô đen này nào có gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi. Phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Ờ. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Giờ cũng khiếp bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì đi chăng nữa. Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao sao giờ? Thì đó. Thế bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang. Niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác người ta được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á. Ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi. Đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Tụi nó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà, cái nhà mới lội mặt chuột. Ông á, cái nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đó tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời bà sai. Sai. Ông sai. Đến. Ông sai. Đến giờ. Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi. Hả? Bước vô. Có bàn có ghế đàng hoàng. Từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết lên như vậy. Bà bậy bạ à. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuôi đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm. Để tôi ấy cho. Cái gì vậy? Ông đúng. Tôi phải ly dị chứ bà. Đúng. Ly dị thì ly dị. Nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng. Cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền. Ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài á nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần, tôi phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loạn. Hả? Ừ. Ai? Cái ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loạn? Tôi nói ông nghe ngang ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loạn? Ai nói? Anh bảy. Bảy hả? Rồi con a cái còn gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Mẹ lo. Chui hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Trước cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ ở đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Thiệt. Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh quan tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo. Thấy chị nè. Ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói. Tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn. Tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy. Sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy? Hả? Tôi nói chị nghe. Tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá. Tôi coi phim. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá. Tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Thấy rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại. Không có gì đâu. Móc. Làm gì em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo, ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời, kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười,
cái ông người đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó, quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à, ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao, tôi vô tôi báo với anh nha, mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả, gì, sáu hả, ừ nhiều món quá sao tôi ấy kịp, thôi được rồi, tao cho, tao cho đội bạn có giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn sáu, nghe nói nó lái được cái phi công trẻ, trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn sáu nha, tôi qua ông mười nha, đi liền nha, rác về cái này thông minh. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi gì? Bà đó nha, cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói nên lời cái đá hết gì đó chơi. Thôi, nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ, trời. Tôi nó là ông thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới vậy, tôi hát bài cho mà. Bài gì? Nha, gọi là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau, anh bậy chị tam chơi cười. Hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em trem. Cái gì vậy? Tôi rẻ đúng vậy hả? Trời, trăm năm ông nội ơi. Ok, đó. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải, người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. À, đúng không tốt. Chị? Ủa? Hả? Nói chứ tôi bỏ vậy trơn, nó để vậy, nó bỏ tôi cái à, giờ nó dảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi! Không hết hai ca lần siro uống mà đó, cho nó vẫn càng ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Ủa, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Cái gì? Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô, tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng đời nhiều chuyện sàm xí. Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi đang trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tới đây mà còn nói xeo chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên á cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, Chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa vậy không phải hả? Không phải. Vậy xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ống tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng á, có tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả? Cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có từ cây đã, gì? Tôi nói đồng ngộ tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê trời đất ơi,
Cà díu luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ mà hỏi tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cái cậy ấm nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là giết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Này là giết quyến tử. Ồ. Phải không? Rồi sao? Lấy thì giết làm gì đây? Bây giờ tôi thí dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái giết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi. Không chân tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chứ ta. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời vợ cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh ghê. Qua qua rồi. Anh ấy ơi, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh háp háp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số thôi. 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung già này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày. Tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường cho bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Luật sư thôi mà. Thôi được rồi. Bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? Tôi với ổng quen á một chỗ rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thấy chưa, ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi cái gì có mùi mày. Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. À, rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà ga lăng mà. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa, phim Hồng Kông là sao? Nắm tay cái yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để là ví dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ, anh làm rớt xuống. Em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Cái gì kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lượm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lượm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có. Làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? Tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy?
Tại sao bây giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè, tôi trẻ đẹp như vậy nè, nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à. Trời ơi, xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu như vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. À, hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố quá. Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc. Tự tin còn hơn tôi. Rồi cái đó tôi biết rồi. Nhiều khi tôi tự soi gương tự ói mình. Ổng như vậy hả? Lấy chi? Rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi nói luật sư nghe nè, tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à. Mà ổng thì... Là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê, ông anh, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây. Đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm uống. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Vấn đề này là vấn đề tế nhị. Tôi biết luật sư hiểu mà. Đó. Cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh đây đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh đây đã hết. Mày quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô. Mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Rồi sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cô cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao. Hên xui mà. Đúng. Đó, bởi vì đêm nào bác cũng biểu tôi ăn gà ác tìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bả lắm tôi mới ăn gà ác. Chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh. Bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ổng nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ông ăn gà ác. Cái tự dưng cái ông ăn kêu chứ
em ơi, đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó đem ra ngoài phố, nó bỏ sĩ luôn đó. Sao? Tôi phải biết, tôi biết làm gì. Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi, nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà, cứ kể. Tôi thấy vậy, cái tôi cũng... Ông nắm tay tôi, cái đi vô trong phòng, cái ông nắm cái nút... Nút gì? Nút đèn, ông dặn tắt. Xong rồi cái... tôi chớp chớp mắt nhìn ổng, cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi mắc cỡ, cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt, xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à. Hả? Chị kia con có trời, nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi, nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả, lấy con hả, cô còn đòi hỏi ổng nhiều điều gì nữa, thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được, thấy không? Bây giờ cô nói ông là không có con với cô. Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác, cô sẽ có con hay không? Luật sư. Xin lỗi, tôi vô duyên. Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên, bây giờ em thử thách bà lấy em đi, nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi... À, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi. Tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó.